Con đại địa 100, thương hiệu Fortech là của Nhật Bản. Còn ví dụ như là Anh Quốc thì là nổi tiếng là Atenoi chẳng hạn đấy. Nhưng Fortech của Nhật Bản và những đôi tép của Fortech thì nó quá đắt tiền luôn. Sau đây mời các bác đeo tai nghe và xem đôi loa 3 triệu 3 và 3 triệu 9 là có thùng. Nó giá trị như nào? Mời các bác. Em phát trực tiếp từ điện thoại vào luôn.